này để được bao lâu? Dạ được một năm chị, tụi em khuyến khích là một năm. Để trong ngăn? Để chị để mà thường bình thường thì không sao hết luôn chị. Dạ, dạ. Còn bún này là như thế nào? Dạ, bún này là bún dưa hấu, thay vì tụi em sử dụng nước lọc bình thường thì em ép trái dưa hấu ra để lấy nước ép và trộn với bột gạo. Thì dùng như thế nào? Dạ, cái này thì do là bún sấy khô nên chị trộn ra thì như là bún tươi vậy chị, chỉ cần 5 phút là đã có sản phẩm rồi. Trộn nước sôi ra. Dạ, ở bên đó đã trộn với nước sôi để chị lấy này về chị. Dạ, dạ. Bánh trắng thanh long, bún dưa hấu với bao bì có màu sắc đặc trưng của hai loại nông sản này. Đây là những sản phẩm đang được phát cho người dùng miễn phí ở phiên chợ xanh Tử Tế tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 29 tháng 2 năm 2020. Trước thực trạng nông dân đang kêu gọi giải cứu nông sản vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, anh Lê Duy Toàn, 32 tuổi, ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra bánh tráng, bún từ dưa hấu và thanh long. Sau đó anh đưa tới phiên chợ này để người tiêu dùng có thể sử dụng thử. Trước giờ những sản phẩm như anh bên công ty chúng tôi là tập trung vào thế mạnh là từ gạo như là bánh tráng, bún phở. Trong cái đợt mà tin tức mà về cái dịch bệnh rồi những cái hàng nông sản của Việt Nam bị ùn ứ khó xuất khẩu thì công ty cũng nghiên cứu, có nghĩa là cũng mới thử nghiệm để có thể là tạo ra một sản phẩm nào đó mà kết hợp với những cái sản phẩm truyền thống này của mình, thế mạnh của mình, có thể sử dụng một phần nông sản mà khó khăn trong việc xuất khẩu đó để mình có thể hỗ trợ bà con nông dân. Thì từ đó mình mới nghiên cứu là để tạo ra một vài cái sản phẩm, lúc đầu làm rất nhiều loại nhưng mà thử rồi bún rồi phở rồi miến dưa hấu hay là bánh tráng dưa hấu thanh long, mà cuối cùng chọn lọc ra thì cái kết quả cuối cùng mình thu được sẽ là bún dưa hấu rồi bánh tráng thanh long, bánh tráng dưa hấu là ba sản phẩm đặc biệt nhất và nó có kết quả tốt nhất so với những cái chất lượng những cái sản phẩm còn lại. Ý tưởng là vậy, nhưng để cho ra một loại sản phẩm hoàn thiện từ hai loại nông sản này là điều không dễ dàng và đòi hỏi sự cố gắng của cả một tập thể, từ giám đốc đến nhân viên của công ty. Tất cả các cái sản phẩm màu tự nhiên thì khi mà thông qua mà mình chế biến bằng nhiệt thì nó sẽ đổi màu, chứ không bao giờ nó giữ được cái màu sắc 100% như ban đầu. Nên là khi mà mình tạo sợi bún là tụi em đã đưa cái bột đi qua nhiệt. Vì vậy mà qua cái chế biến nhiệt thì cái màu sắc thì nó sẽ đổi từ màu đỏ của dưa hấu sang cái màu hơi cam, chứ không được giữ được như ban đầu. Khi mà đưa vào nghiên cứu, tụi em phải thử đi thử lại rất là nhiều lần. Cái khó khăn là mình phải làm sao để cho cái sợi bún của mình ra cái màu sắc nó đồng đều. Cái thứ hai nữa là cái sợi bún vẫn đảm bảo cái độ dai, trơn, bóng và giữ được cái màu sắc tự nhiên của sản phẩm. Thì phải trải qua tới gần 10 ngày thử nghiệm với cái tốc độ là tụi em có thể mỗi một ngày làm tới 2 mẫu, 3 mẫu, làm liên tục trong vòng 10 ngày với 7-8 công thức khác nhau, thì cuối cùng tụi em đã đưa ra được cái sản phẩm cuối cùng được cái màu sắc như hiện nay. Ngay cả chính bản thân mình ăn phải cảm thấy ngon trước đã, và những người xung quanh nếu mà trong xưởng mình ăn thích đó thì lúc đó mình mới hướng nghiên cứu thêm để cho ra thị trường bên ngoài. Đấy, tại vì một cá nhân của mình chỉ đánh giá được một phần thôi, nhưng mà khách hàng sẽ là 100 người, 1 triệu người, họ sẽ đánh giá ra như thế nào, và mỗi người một khẩu vị khác nhau, thì mình chỉ cố gắng làm sao ở mức là phải tương đối phù hợp với số đông nhất. Lê Duy Toàn, người đã nghĩ ra loại bánh tráng đặc biệt này, từng đi du học Mỹ gần 4 năm nhưng chọn quay về quê để nối nghiệp gia đình làm bánh tráng. Anh đã thành lập công ty xuất nhập khẩu thực phẩm Duy Anh năm 2010 với mong ước đưa bánh tráng của quê hương ra thế giới. Những sản phẩm của công ty từ các loại nông sản tự nhiên lần lượt ra đời và bước đầu đã được thị trường một số nước đón nhận. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều khó khăn để có thể phát triển sản phẩm. Thật sự nếu mà chị cái việc xuất khẩu đơn thuần chỉ là xuất khẩu gạo hay xuất khẩu nông sản trái cây ấy, thì cũng chỉ là một sản phẩm, một cái nguyên liệu tươi thôi, nhưng mà khi kết hợp giữa tất cả các loại nông sản lại với nhau, nguyên liệu chính là gạo rồi kết hợp với những loại nông sản trái cây khác thì sẽ tạo ra một sản phẩm mới đa dạng hơn mà mình có thể là cho thực khách của nhiều nước có thể sử dụng, chứ không chỉ ở trong nước của mình, và mỗi quốc gia sẽ có những cách chế biến khác nhau để từ đó họ tạo ra cái món cùng một sản phẩm bún dưa hấu, nhưng mà họ sẽ có thể là dùng gỏi cuốn nè để ăn lẩu nè, để xào cũng được, hoặc ăn những cái kiểu chay thực dưỡng vẫn là tốt cho sức khỏe. Thì mình nghĩ là khi mà mình kết hợp như vậy để mình tạo ra sản phẩm mình xuất khẩu đi thì cái giá trị của nông sản nó sẽ tăng lên và có thể là hỗ trợ được phần nông dân. Lúc đó mình không nghĩ là mình mua ở những cái sản phẩm nông sản ở cái mức giá của giải cứu mà có thể mua giá cao hơn. Sau bánh mì thanh long vừa được ra mắt ít lâu, thì bún và bánh tráng sử dụng hai mặt hàng này đang cho thấy sự sáng tạo không ngừng của các doanh nghiệp. Điều này không chỉ góp phần giải cứu, tìm đầu ra cho nông phẩm, mà hơn hết là cho ra đời những sản phẩm chất lượng phục vụ người tiêu dùng.